Một bác sĩ người Việt vừa bị bắn chết tại nhà ở đường Misty Glen Court gần trường Sylvandale Middle School. Gia đình cho biết nạn nhân là bác sĩ Khánh Kiều, khoảng 50 tuổi, có vợ, 2 con trai và 1 con gái. Căn nhà nơi xảy ra án mạng nằm trên con đường cụt ở phía nam San Jose và người ta nghe thấy tiếng người nhà khóc lóc vào lúc buổi chiều. Hàng xóm nói rằng họ nghe tiếng cảnh sát điều tra nói chuyện. Hàng xóm nói họ nghe tiếng súng nổ vào lúc 1 giờ 30 phút chiều. Khi cảnh sát tới nơi, họ thấy một người đàn ông bị ít nhất là một phát súng. Cảnh sát nói rằng ông Khánh chết tại chỗ. Gia đình nói rằng ông Khánh Kiều là một bác sĩ, cùng gia đình từ Việt Nam sang Mỹ mới 5 năm. Họ không biết tại sao ông bị bắn. Cảnh sát chưa cho biết nguyên nhân của án mạng và chưa có nghi can nào bị bắt trong vụ giết người thứ 13 tại San Jose trong năm nay.